Thực hiện kế hoạch 159 của Ủy ban Dân dân thành phố Đà Nẵng, sáng nay các quận huyện đã đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sàng lọc sách COVID-2. Theo đó, các địa phương đã tổ chức lấy mẫu theo nguyên tắc cuốn chiếu tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, đặc biệt ưu tiên thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 và các trường hợp liên quan đến các hoạt động được phép thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo 100% đối tượng được xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định, không bỏ sót đối tượng, bỏ sót hộ gia đình. Thông qua đợt xét nghiệm lần này, nhằm tiếp tục ra soát phát hiện kịp thời người mắc COVID-19 tại cộng đồng để khoanh vùng xử lý, không để dịch bệnh lây lan, đồng thời tiếp tục cung cấp dữ liệu dịch tễ, góp phần đánh giá và phân vùng nguy cơ, từ đó có biện pháp phòng chống dịch phù hợp.